Hoa luôn hả? Đúng rồi đó. Nhà cô nhà Hoa. Hoa. Cô Hoa bán hoa đó. Cô Hoa sao từ 44. Cô Hoa bán hoa luôn hả? Cô Hoa ở đây đấy bác, nhà cô Hoa ở đây đấy. Cô Hoa ơi. Cô Hoa ơi. Ê. Dạ rồi ạ. Chào tôi cô. À con chào cô Hoa. Dạ tôi chào cô. Dạ con chào cô. Dạ chào các chị ạ. À, thì chào hôm nay là bên viện thẩm mỹ của bên em có đến ghé thăm cô và cũng như là nghe những cái chia sẻ của cô. Thì con có chút có cái bánh khóa con gửi cho cô tí xíu nha. Cho em mời cái chị vô nhà luôn. Để em. Mời hai chị vô ạ. Dạ. Thì hôm nay là gia đình của mình không có những ai cô ha. Đây là con giáo cô, con dâu cô, rồi dạ, cái chị cứ như ngồi bình thường. Cái chị cứ như ngồi bình thường ạ. Đây là cháu hậu, còn đây là dạ. Dâu cô. Đây là bạn dạ, cô dâu dạ. Này là gái Úc. Đây. Dạ. Thì em đại diện cho viện thẩm mỹ Korea đến đây để mà chia sẻ những cái quá trình giảm cân của cô Hoa của mình. Thì xin chào các bạn đã quay trở lại với Kara Dream hiệu quả hàng ngày tại viện thẩm mỹ Korea. Và hiện tại là bác đang có mặt tại 140 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Thì chúng ta cùng nhau đến với sự chia sẻ hành trình giảm cân của cô Hoa. Và đây là hình ảnh của cô Hoa trước khi mà đến với viện thẩm mỹ Korea. Thì theo như các bạn đã thấy, vùng mỡ của cô Hoa nó tích nhiều ở cái vùng mỡ bụng trên, ngang ở cái phần ngực. Và đặc biệt hơn tích rất là nhiều ở hai cái thành eo, khiến cho cái việc của cô mặc đồ nó bị mất đi thẩm mỹ rất là nhiều. Và chính vì cái điều mất thẩm mỹ này nó gây cho cô được cái sự phiền phức và cũng như là không có thuận lợi trong công việc là nhiều. Thì chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn và sâu hơn qua những lời chia sẻ của cô Hoa sau đây. Dạ, và đây là cô Hoa của thời điểm hiện tại. Là tổng cân nặng của cô là cô đã giảm được là 9 cân đúng không cô? 9 cân. Cô đã giảm được 9 cân và một vòng của cô giảm được bao nhiêu? 20 phân. Một vòng bụng của cô là cô đã giảm được 20 cm. Vậy có nghĩa rằng là trên 3 vòng bụng cô đã giảm được tổng là 60 cm. Và cho 9 cân. Dạ. Thì cô xem là hình ảnh của cô trước đây thì so với hiện tại thì cô cảm thấy như thế nào, cảm giác của cô bây giờ? Cảm giác bây giờ cô vui, cô thích. Bây giờ cô quá đẹp rồi, và đó cũng sống quá. Cô quá đẹp rồi. Dạ. Rồi thì khi mà xem lại hình ảnh của chính mình đó, thì cái việc đầu tiên là cô đang cảm thấy rất là vui nè. Rồi cái tình trạng sức khỏe của cô thì nó cải thiện được như thế nào? Trước đây con thấy là khi mà cô đến cô tư vấn với con á, cô có nhắc một cái vấn đề mà nó khiến cho cô cảm thấy rất là hoàn toàn là không có dễ chịu, đó chính là cái thói là mình không ngủ được đúng không cô? Cô có thể chia sẻ rõ cho con thêm về bệnh lý xíu được không? Cũng như là mỗi một tháng là cô ngủ được chừng 3 đêm 4 đêm là cùng. Ví dụ như còn khi thức dậy là cô đi tiểu là cô thức luôn. Còn bây giờ hả, cô thức dậy đi tiểu rồi cô ôm gối cô ngủ say ngủ xưa, ngủ không muốn đi thể dục luôn. Bây giờ là cô nói là sức khỏe cô rất là tốt. Bây giờ là cô ít có khi nào mà không có thức đêm nào hết. Có nghĩa là đêm nào cô cũng ngủ ngon hết trơn. Không những sức khỏe được cải thiện tốt mà cái dáng chấp dáng của cô ngày hôm nay cũng rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Cô có thể xoay một vòng cho các bạn có thấy không ạ? À? Đó. Các chị thấy cô thay đổi thế nào ạ? Dâu, không có tên lợi luôn. Dạ, cô mời cô ngồi đây con. Dạ rồi. Thôi thì như thế này, để mà cho dễ tiện hơn cho cả nhà mình thì mình sẽ đi từng người trước nha. Thì giờ là người mà ở bên cạnh cô Hoa thường xuyên nhất đó chính là chị Dâu Hai. Dạ. Chào bác sĩ ạ. Chị tên gì ạ? Thu. Chị Thu à, chúng ta cùng nghe những cái lời chia sẻ của chị Thu. Thì chị Thu là người ở bên cạnh bác cũng xuyên suốt một thời gian qua. Thì trước khi mà bác giảm cân ở bên em thì chị có biết không chị? Dạ không ạ. Không, cô cũng nói rằng là cô giấu hết cả gia đình, cô cũng không cho ai biết hết. Đúng thì rồi. Cho tới ngày hôm nay thì cô mới dám công khai, cô mới dám nói là cô đã làm. Thì trong một khoảng thời gian vừa qua thì em cũng nghe cô kể rất nhiều rằng là không biết là mẹ mình có bị bệnh gì hay không mà sao càng ngày càng sức hơn đúng không chị? Dạ đúng chị rồi. Có thể chia sẻ rõ cho em cảm giác của nó được không? À thì từ trước giờ mình về làm dâu thì mẹ mình rất là mập. Mập lắm luôn. Đó thì tự nhiên về thời gian gần đây thì thấy mẹ ốm quá. Mà mẹ ăn cũng kiêng thịt đúng rồi, kiêng đồ này nọ và trời ơi con cháu ai cũng lo hết trơn. Không biết là mẹ mình mắc cái bệnh gì mà lại không nói. Rất là lo sợ.
rồi đùng một cái là mẹ Loan tin là mẹ giảm cân thành công. Trời giờ từ giờ mẹ có thể bận được rất là nhiều bộ đồ đẹp. Yeah. Trước thì mẹ bận váy suông, thì bây giờ mẹ đã lấy lại được vóc dáng như thời ngày xưa đó. Nên phần lòng con thì cũng rất là vui khi thấy mẹ chồng mình vui. Dạ, yeah. Em có một cái chia sẻ nhỏ vậy, cô nói rằng là hồi đó là cô ngủ không được, cái cô rất là cọc nè, rồi cô la rầy rất là nhiều. Thì giờ 3 tháng vừa qua, đúng cô ba cái làm việc trường cũng 3 tháng rồi. Thì 3 tháng vừa qua biết tấm tình cô thay đổi ra sao vậy ha? À đúng rồi, cái lúc trước thì mẹ cũng khó chịu, mẹ không ngủ được, mà người lớn mà không ngủ được là rất là khó chịu. Nhưng mà về đây thì thấy mẹ vui, mẹ cười suốt à. Rồi con cháu ra thì mẹ cũng rất là vui, nấu cái này nấu cái kia cho ăn đó. Rồi cũng cảm ơn thẩm mỹ viện đã giúp cho mẹ lấy lại được bóng dáng như xưa, rồi tâm tình của mẹ vui vẻ lên để được sống lâu với con với cháu. Em cảm ơn chị Thu rất là nhiều ạ. À, không biết là chị cùng một chị nữa là chị Linh đúng không? Dạ chị Linh. Dạ chị Linh là cũng là còn con út nhóm trong gia đình. Thì giờ chị Linh có chia sẻ gì khi mà mình biết được là hôm nay là mẹ của mình đã giảm được khoảng 9 cân và là 60cm trên 3 phần bụng không chị ha? Cái việc đầu tiên là chị là chắc là chị ở nhà với bác mới xa, lấy chồng rồi ở Cà Mau luôn. Ở Cà Mau, mới lên là, đây là chị vừa mới lên luôn hả chị? Rồi làm tới giờ là nó không biết, bữa nay nó mới giật mình. Vậy là lần đầu, đây là lần đầu tiên mà chị đến từ Cà Mau lên đây luôn. Thì bây giờ cái cảm giác đầu tiên của chị là như thế nào chị ha? Bất ngờ. Hồi lên hồi chiều hôm qua là nghe mẹ nói là nghe bất ngờ lắm. Với lại lên thấy ốm quá. Cái bác đầu tiên chị gặp lại, bác thì không biết là bất ngờ như thế nào, chị có thể chia sẻ không? Chị có nhận ra không ạ? À, cũng nhận ra. Nhận ra là chắc chắn là phải nhận ra rồi. Nhưng mà thật ra rằng là cái cảm giác đầu tiên là chắc là cũng suy nghĩ giống như là chị Thu đây nè, mà trời không biết là rồi mẹ ơi nhà chắc là có ai bỏ đói mẹ không, mà sao mà mẹ gầy quá đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ cảm giác của mình là nhìn cô rất là sảng khoái và nhìn cái tinh thần của cô rất là tốt. Thì rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái sự chia sẻ của cô Thu, của cô Hoa. Thì trong cái khoảng thời gian làm với bên con suốt trong quá trình là 3 tháng đó, thì cái việc đầu tiên đang làm, cô cảm thấy mệt mỏi không cô, hay là cái quá trình giảm cân này nó có gây cho cô cái sự bất lợi nào không? Không, cô thấy nó không có gì mà đau đớn hay là mệt mỏi hết trơn, rất là khỏe. Bởi vì mình yêu cầu những người đây nè, có bao nhiêu có cháu Hậu bữa nay từ nghiệp cháu nè, hay đi từ thiện chung á, bây giờ cũng cháu đi tới đây tham gia để cháu cũng làm giảm béo giống như cô nè. Rồi là cái tình trạng của bé Hậu thì một lát nữa là bên con sẽ phân tích sau để mà cho có một cái đoạn clip riêng về bé Hậu để mà biết được cái hành trình giảm cân của từng người ra sao. Thì bây giờ là con sẽ xin phép kể về cái hành trình giảm cân của cô trước. Rồi trong cái khoảng thời gian vừa qua là cô đã làm ở bên liệu trình của Korea là gần 3 tháng tổng cân nặng của cô đã giảm được 9 cân và một vòng là mình được cải thiện là tối thiểu là 20cm trên 3 phần bụng. Cái quá trình đào thải của mình đi diễn ra nó có khó khăn không? Bao lâu là bắt đầu đào thải? Cô về là 3 ngày nó đào thải, nhưng mà cái tháng đầu á, mỗi lần từng lễ thì cô lên lần thì nó lên có 2g. 2g cái cô buồn, tại vì cô đã làm liệu trình rồi. Rồi mà cô không có giảm nữa, thành thử rồi cô nói kỳ này chắc cũng tiêu rồi, cũng giống như là kỳ trước. Cái xong cái qua tuần thứ 5. Trời ơi, lần thứ 5 cô lên là coi như được 1kg rồi, cô mừng quá. Nó bắt đầu tiếp tục là cái tháng giữa là cô đào thải đến đổi mà quần cô tụt hết trơn, trời luôn. Là có nghĩa rằng là bắt đầu cô ngủ được á. Dạ, trong cái tháng đầu tiên là cái kết quả của cô Hoa của mình xuống rất là chậm. Chậm xuống rất là chậm và gần như là mình khoảng không có hy vọng. Lúc luôn đó là cô hết hy vọng rồi. Cô nói rồi, cô chắc cô không có giống như chỗ khác nữa. Nhưng mà cái bước qua cái tháng mà giữa đó rồi cô là coi như giờ về sau là cô thích lắm. Người ta đào thải người ta sợ, cô đào thải là cô thích, đào thải là cô thích. Không biết cái tình trạng mỡ của mình nó như thế nào, nó có màu gì vậy cô? Rồi đen rồi nó ấy là sao lại nó mới được màu vàng như ống giống như cà ri sớm vậy đó. Nhưng mà một lần là cô có đào thải liên tục không, hay là cái tháng giữa là đào thải liên tục đó, bởi vì tháng đó là cô xuống nhiều nhất.
đó. Rồi cái sau dần dần bớt. Ít dần. Nhưng tuy nhiên là cân nặng của cô nó cũng từ đó nó cũng giảm theo rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Thì một lát nữa chúng ta sẽ có một cái thử thách nho nhỏ, đó chính là thử vừa hết tất cả quần áo cũ của cô Hoa nha các bạn. Thì một lát nữa các bạn hãy cùng theo Chim Phát để mình cho cô Hoa cái phần thử thách này. Tuy nhiên là chúng ta cùng lắng nghe tiếp theo những câu chuyện của cô Hoa. Thì bây giờ mình đã giảm được 9 cân rồi, thì cái việc đầu tiên là chắc cái quần áo cũ nó cũng đã gần nó thay hết được rồi. Thay hết rồi. Tại cô trước khi lên vào thì cô có ở nhà thì cô có nói rằng là cô đang soạn quần áo cũ để mà cô cho. Nhưng mà cô cho hết sao cô có cái bao bao lần cũ rồi lính đây cô soạn ngày cô gửi hôm đó nay cũng gửi cho tùm lum hết trơn. Quần áo đó bây giờ là hầu như là mình hoàn toàn là mặc không vừa rồi đúng không? Rộng quá không có bận được. Bạn thấy ông bạn của dâu cô đẹp nghe không? Đứa nào nói giác nè, nàng dâu nè, bạn nè, nó đẹp á. Tôi nghiệp cháu hậu nè, em ráng nó làm đó. Đó, đây nè, một bao đó. Dạ. Đó, các bạn ơi, thì cô có gọi cho Phát và cô có nói rằng là đây là cái quần áo mà cô đang soạn ra để mà cô có thể cho được, tại vì nó quá rộng rồi so với trước đây của cô và cô không thể nào mặc được nữa rồi, trong khi là đồ cô thì cũng rất là nhiều. Dạ. Thì ở đây có con cho cô hỏi là ngoài cái việc là mình ở nhà ra thì mình còn có công việc là mình siêu hoài và buôn bán ngoài chợ đúng không? Buôn bán ngoài chợ. Dạ rồi. Thì con không biết rằng là có ai thắc mắc là mình đã giảm được tới mức độ là tại sao mình giảm được vậy? Ở ngoài chợ người ta cứ thắc mắc cô, tại cô giống, người ta hỏi cô tại sao ốm như cô nói ăn đậu lứt không? Bữa nay là cô công khai rồi đó. Cô công khai trên toàn quốc nha các bạn là cô đã tham gia liệu trình của Korea. Đúng là lên cô Lea là số 1 với chuyện nghiệp là tuyệt vời luôn. Yeah. Chứ đừng có đi cái địa chỉ khác nha, địa chỉ khác giống như cô là coi như là bị hết lần rồi đó. Là tiền mất mà không có giảm có 2 phần. Còn vô đây là nó giảm không thể tưởng tượng được. Cô cũng không ngờ là cô đẹp vậy. Cô có lần trước đây là khoảng là một tuần trước thì Phát có quay cô tại Viện Thẩm mỹ Korea. Thì cô có nói rằng là bây giờ là khách hàng ở ngoài chợ, thậm chí là những cái chị mà mình bán khu vực xung quanh đã kêu cô là hoa hậu đúng không cô? Hồi xưa là kêu hoa béo, bây giờ là kêu hoa hậu. Đó là kêu là hoa béo, bây giờ là kêu là cô là hoa hậu. Bây giờ các biệt danh các bạn cũng là chống hậu không nào hả? Cũng nhờ đó cô không được vui, bây giờ cô hay vui vẻ, tụi nó đặt qua ly lông. Qua ly lông bây giờ không có tàn, tại qua kia người hiếu qua ly lông mới hết tàn rồi, lúc này gọn này so pho lại hết. Tại ra nhìn cô vui vẻ thì Korea cũng rất lấy là vui, tại vì đã giảm được thêm cho một khách hàng trong xuyên suốt những năm vừa qua làm liệu trình, mà cũng như là có rất là nhiều khách hàng hiệu quả và mang đến một cái tâm trạng hết sức là thoải mái như cô Hoa đây. Cô Hoa có nhớ cái thời đó mà lúc mà mình tăng cân quá nhiều, mình rất là to nè, rồi công việc của mình nó rất là chậm chạp đúng không cô? Đúng cô có nói với con rằng là hồi đó lúc mà cô buôn bán ngoài chợ đó đúng thì rồi. Cô ngồi là cô không muốn đứng lên. Đúng rồi, cô chỉ ngồi xuống. Cô không ít có khi đứng lên lắm. Cô đứng lên là cũng mệt mỏi lắm. Cô ngồi chỗ là nó bán rồi cô lấy tiền thôi. Giờ cô hả? Thử đồ lấy đồ là thoải mái vô tư luôn, vui vẻ nữa. Đó, cô chỉ chọn một cái việc có chị Ngọc Anh không? Muốn xem vóc dáng của cô thể đứng dậy không? Đúng rồi. Dạ rồi. Vóc dáng hoa hậu đây. Cô quay ngang một chút xíu rồi. Vóc dáng hoa hậu nha các bạn, chứ không còn cô hoa béo ngày nào nữa. Không phải, hồi xưa là hoa béo, bây giờ là hoa hậu à. Dạ, cô quay một vòng nữa cho con nghe đó. Các bạn có thấy rõ không ạ? Dạ rồi ạ. Thì thành năng ngày hôm nay là đến với nhà của cô Hoa tại 140 Nam Điền Lễ Nghĩa, phường Thắng Tam, ở thành phố Vũng Tàu. Thì đây là được một cái sự yêu cầu từ rất là nhiều bạn, mà các bạn đã yêu cầu rằng là đến nhà cô Hoa đi, vì biết được rằng là Viện Thẩm mỹ bên Korea có rất là nhiều chương trình mà đến nhà khách hàng. Thì ngày hôm nay được sự đồng ý của cô và Phát đã đến trực tiếp tại nhà của cô, cũng như là biết được cảm xúc của cô được ra như thế nào là sau khi một hành trình dài mà mình đã giảm được cân. Cô đã thấy rất là vui đúng không cô ha? Vui mà khỏe mà trẻ nữa, mà bây giờ ai gặp cô qua cũng nói trời ơi sao mà lúc này đẹp dữ vậy. Chị có thấy cô trẻ ra nhiều không chị ha? Dạ rồi, thì cô hỏi như thế này nè, thật ra là khi mà cô đã đồng ý cho bên con quay như thế đó thì cô có ngại cái vấn đề là mọi người sẽ biết là cô làm nhiều cái chi phí không? Không, ở đây nói chung là nhiều người ta muốn làm dữ lắm nhưng mà người ta không có biết địa chỉ. Tao không biết địa chỉ thì bây giờ cô qua có giới thiệu người ta đó, nhiều người lắm. Chẳng hạn như hậu là cũng muốn đi làm đó nè,
nhiều người muốn đi làm như thế. Rồi thì cô Hoa có thể đọc số điện thoại cho con cũng như là tất cả các bạn để xem được biết, để mà khi mà họ có thắc mắc gì đó. Đúng mà rồi. Tại vì sao cô là người giảm thực tế, cô là người giảm thực tế và đồng thời là cái kết quả hiệu quả nó cũng cao, thì thành ra đôi khi là cô có thể chia sẻ lại cái kinh nghiệm mà cô giảm béo được nó như thế nào. Cô có thể đọc số điện thoại lớn cho con được không ạ? Được, 0907, đọc chậm mấy bạn nghe, 0907021144. Dạ, đó chính là số điện thoại của cô Hoa. Và hiện tại là ca lê trim này đang được phát tại 140 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Và đây cũng chính là địa chỉ nhà của cô Hoa. Nếu các bạn có liên lạc, có thắc mắc gì cứ liên lạc. Có thắc mắc gì là 140 Nam Kỳ Khởi Nghĩa tìm cô Hoa giải thích cho. Và dạ, coi người thật gì thật luôn. Dạ. Cô Hoa, tại sao hôm nay cô chọn con về đây quay nhà cô, về tận thành phố Vũng Tàu quay ạ? Tại vì cô muốn để cho mà mấy cái người bạn cô thắc mắc tại sao cô ốm. Cứ nghi là cô bị tiểu đường hay là bị cái gì. Dâu cô nè, con cô ở nhà nó còn nghi cô là bị cái gì nữa. Chứ đừng có nói người ngoài. Nói trời sao mỗi lần mập quá trời, ai cũng quên. Sao mà ốm dữ vậy, ốm dữ vậy. Nói không, tại làm đẹp mà không ai tin đấy. Bây giờ cô muốn để cho người ta biết để cô là đi làm đẹp mà sức khỏe gì sức khỏe. Vậy thì qua cái ca live stream này thì cô có một cái lời nào đó nhắn gửi đến tất cả mọi người đang coi live stream được không? Tại vì cô biết không, có rất là nhiều người mà mong đợi cái ca live stream của cô Hoa. Tại vì cách đó trước đó một ngày thì con đã thông báo rằng là hôm nay thì ngày hôm nay là thì Việt Thẩm Mỹ sẽ đến để mà phỏng vấn trực tiếp cô Hoa. Thì đã biết cô Hoa qua kênh cái live stream trước rồi, cho nên là có rất là nhiều các bạn đặt câu hỏi cho mình. Thì qua đây thì cô có thể gửi cái lời động viên nào đó cho mọi người được không cô? Cô Hoa là cũng như là các bạn bằng tuổi cô Hoa hoặc nhỏ hơn đó mà đã mập hay dư cân béo phì gì đó, nên đi làm đẹp giống như cô Hoa, sức khỏe nè, vừa trẻ vừa đẹp mà vừa vui vẻ nữa. Không có gì bằng ngủ ngon, giấc ngủ là không có gì bằng ngủ nó rất là quan trọng đúng không? Với lại cô bây giờ không có uống thuốc gì hết, ngoài ra không có uống gì, mà lần cô trời ơi nó làm mệt cô đủ thứ hết. Có nghĩa là cô uống đủ thứ đó, trà ốm làm đủ mọi cách đó mà nó cũng ốm. Đó, bây giờ cô là khỏi có làm gì hết đi, bây giờ cô ngủ rất là ngon mà vui vẻ đó. Con cháu tới nhà thoải mái, một lần ra cái là kêu về đi, tôi coi bà mệt quá, bà mệt quá giờ hả, tôi nói ra cho ông Tư hỏi ăn gì không, thích ăn gì không, nhưng gấu à, một lần ra về con nội sáng dậy sớm đi thể dục cho, thiệt ra là mệt lắm chứ mệt mỏi. Mà bây giờ hỏi ăn gì không, mẹ nó sợ ăn mập quá, bà nội định cho nó ăn mập. Rồi, Tú Anh ơi, không biết hiện tại là có các bạn nào còn đang thắc mắc về cái quy trình và cũng như là có gì, có câu hỏi nào để gửi cho cô Hoa ở đây được không ạ? Ngoài việc các bạn thả tim với ở fan cô đẹp hơn ngày xưa rất nhiều thì có một anh hỏi là mẹ anh ấy bị tiểu đường thì không biết là có đến cô ấy làm giảm béo không ạ? Được, nhiều lắm bạn cô ấy, là bữa cô đi có mấy người bạn cũng đâu có tiểu đường là làm rất là tốt mà. Giảm béo là rất là tốt chứ đâu có gì đâu. Dạ. Tiểu đường làm là rất là tốt, nên con nên đi dắt bạn ấy, mẹ con đi làm đi. Thấy cô qua mày mất ngủ, bây giờ ngủ rất là ngon. Con trai có hiếu đó, giống trai cô. Dạ, thật ra là như thế này. Thì khi mà mỡ của mình nó tăng sinh trong cơ thể nhiều quá, nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều chất. Thì chất này, những cái chất này nó sẽ gây hại đến cái tuyến tụy. Mà tuyến tụy là một trong những nơi sản sinh ra insulin để hấp thụ cái lượng đường trong thức ăn hay là những chất khác. Thì chính vì insulin nó có vấn đề, cơ thể của mình nó không hấp thụ, đường này trực tiếp đi vào máu làm tăng cái lượng đường trong máu lên và rất là dễ gây đến tình trạng là bị tiểu đường. Thì thành ra cái phương pháp giảm béo đây nó sẽ rất là tốt cho các bệnh nhân bị tiểu đường khi mà mình giảm tải được cái trọng lượng cơ thể khá là nặng. Và cũng như là cô Hoa đây, chính vì cái sự mà lưu thông trong cái mặt cái máu của mình là lưu thông nó không có đều và đồng thời nó không có tốt, nó vì vậy nên nó tắc nghẽn và mỡ nó chèn vào cái động mạch tĩnh mạch. Thì chính vì vậy nó gây cho cô Hoa cái tình trạng là mình rất mất là khó ngủ rồi nó đó, làm cho đủ thứ bệnh hết trơn. Cô có hay bị nhức đầu cả mà trời đủ thứ tê đó. Tai tê chính vì khi mà mình giảm béo được tốt rồi, những cái tình trạng này được cải thiện rất là nhiều. Và đây là cái xu hướng mà bệnh viện Thẩm Mỹ Cora đã làm trong xuyên suốt những thời năm vừa suốt những năm vừa qua, đó chính là mục tiêu là vì sức khỏe trước rồi mới tới tiếp theo là đẹp. Đó. Thì như cô Hoa đây nè, mình cô rất là khỏe thì bản thân của cô tinh thần sảng khoái là cô sẽ đẹp và cô sẽ trẻ hơn rất là nhiều. Là cũng như là một cái câu trong ngôn dành cho cô Hoa ngày hôm nay là hồi nãy là cô có nói với con là giờ quần áo nhà cô tuột hết rồi đúng không? Đúng rồi, sụp. Đó thì dầu cô mới mai cho cô năm cái đầm mới vậy. Khi mà chính vì việc đến với Viện Thẩm Mỹ Korea thì quần áo thì chắc chắn là sẽ tuột, nhưng sức khỏe thì càng ngày nó càng tăng nha các bạn.
Dạ thì cũng cảm ơn cô Hoa rất là nhiều vì những gì mà cô Hoa chia sẻ cũng như là lựa chọn Viện Thẩm mỹ bên con để mà đến Tác Động Chính Chất, cũng như là tất cả các bạn đang xem trực tiếp mà đã dành sự yêu mến cho Viện Thẩm mỹ suốt thời gian vừa qua thì đừng ngần ngại, cứ việc đến trực tiếp hoặc là có thể liên lạc với cô Hoa đây để mà mình có thể tiện thêm mình biết được rằng là quy trình sẽ làm như thế nào. Tại vì cô Hoa là một trong những người rất là dễ thương và sẵn sàng chia sẻ với tất cả các bạn, cho nên là các bạn cũng đừng ngần ngại nhiều. Và thậm chí luôn là các anh chị nào mà vẫn đang có ý định rằng là cho mẹ hoặc là bác trai của mình, ba mẹ của mình đến làm thì cũng có thể liên lạc với cô Hoa để cô Hoa có thể tư vấn một cách chi tiết hơn. Dạ, và một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo. Và con cũng chúc cho cô Hoa nè ngày càng mình càng có sức khỏe được nhiều hơn nữa, và nếu như mà mình được thì có thể giảm được cho con thêm một ít nữa để mà cô rất là muốn ốm, cô rất là muốn giảm được nhiều cân. Đúng rồi. Dạ. Và cũng mong là trong thời gian tới là cô sẽ đạt được cái ý nguyện của mình, cũng như rằng là em chúc cho các chị và gia đình của mình có nhiều thật nhiều sức khỏe. Và trong thời gian tới là yên tâm đi, cô đã hết cô cái chứng khó ngủ rồi, bây giờ cô đã rất dễ chịu rồi ạ. Dạ rồi ạ, hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo.